Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Cơn bão Usagi, tên do Nhật Bản đề xuất, có nghĩa là con thỏ, đã tăng cấp bùng nổ trong khi nó đang tiến về phía Philippines, đổ bộ ngay trong 14 tháng 11. Bão Usagi có mắt lỗ kim siêu nhỏ, được coi là một trong những cơn bão có mắt bé nhất từng thấy. Theo Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp JTWC của Mỹ, nói rằng bão Usagi tăng cấp bùng nổ là vì chỉ trong 24 giờ, từ 7 giờ sáng ngày 13 tháng 11 đến 7 giờ sáng 14 tháng 11, sức gió của nó tăng từ 130 km/h lên 240 km/h. Khái niệm bão tăng cường độ, tăng cấp đột biến là chỉ những cơn bão tăng cường độ nhanh, sức gió tăng ít nhất 55,5 km/h trong vòng 24 giờ. Nhưng sức gió của bão Usagi đã tăng hẳn 110 km/h trong 24 giờ, tức tăng 6 cấp. Cơ quan khí tượng Philippines Pagasa cũng đã công nhận Usagi là siêu bão. Pagasa đã ra cảnh báo ở một loạt tỉnh thành tại Philippines, trong đó có cảnh báo số 5, gió 185 km/h đe dọa cực lớn đến tính mạng và tài sản ở một số khu vực. Các trang tin ở Philippines cũng đã thông báo đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm. Philippines đã tiến hành sơ tán hàng nghìn người trước khi siêu bão Usagi đổ bộ với sức gió lên đến 180 km/h. Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cảnh báo gió lớn từ cơn bão có thể phá hủy hoàn toàn các công trình thiếu kiên cố, nhất là những khu vực ven biển. Các tòa nhà kiên cố hơn cũng có thể hứng chịu thiệt hại nặng nề khi bão đổ bộ. Lãnh đạo lực lượng dân phòng Rueli Rasping cho biết đang tiếp tục sơ tán người dân ở các khu vực ven biển và những vùng trũng ở tỉnh Cagayan. Chính quyền địa phương sẽ đưa 40.000 người tới nơi trú ẩn an toàn, tương đương số người được sơ tán trước đó vì bão Yin-Sin. Siêu bão Usagi có điểm đặc trưng của những cơn bão mạnh, đó là mắt bão lỗ kim, thậm chí nó còn có mắt lỗ kim siêu bé, có thời điểm đường kính mắt bão chỉ từ 7 đến 8 km. Theo trang Billion Island của Philippines, Usagi là một trong những cơn bão có mắt bé nhất từng xuất hiện trong khu vực. Mắt bão Usagi bé đến mức có lúc gần như không thể nhìn thấy rõ trên hình ảnh vệ tinh. Bão có mắt bé như vậy thường có gió cực mạnh, nhưng bán kính vùng gió có sức gió tối đa tính từ tâm bão lại khá nhỏ. Theo các dự báo hiện tại, sau khi đi qua Philippines, siêu bão Usagi sẽ vòng lên phía gần đảo Đài Loan, Trung Quốc, có thể không vào Biển Đông. Tuy nhiên, nếu có, sẽ chỉ vào một chút. Trong trường hợp bão Usagi ghé vào Biển Đông trước bão Man-yi, thì chính Usagi sẽ được cấp số hiệu là cơn bão số 9 theo cách gọi của nước ta, rồi Man-yi sẽ là cơn bão số 10, nhưng khả năng này không cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở khu vực phía đông của Philippines đang tồn tại hai cơn bão rất mạnh. Cơn bão Usagi, mạnh cấp 15 trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines, di chuyển Tây-Tây Bắc, sau đổi hướng Bắc-Đông Bắc, xác suất vào Biển Đông thấp dưới 20%. Đây là cơn bão rất đáng chú ý khi có sự tăng cấp đột ngột chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, trở thành cơn bão rất mạnh. Theo thông tin mới nhất, bão Usagi đã tăng cấp bùng nổ và trở thành siêu bão, trong khi nó đang đến rất gần miền Bắc Philippines. Sức gió của bão Usagi đã tăng hẳn 110 km/h trong 24 giờ, tăng 6 cấp. Cơn bão thứ hai là Man-yi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện bão Man-yi đang cách đảo Luzon khoảng 2.000 km và di chuyển rất nhanh với tốc độ 25 đến 30 km/h. Man-yi đang có sức gió duy trì tối đa 75 km/h ở gần tâm bão, gió giật 90 km/h. Bão đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 30 km/h. Vùng gió mạnh trong bão mở rộng tới 300 km tính từ tâm bão. Pagasa nhận định bão Man-yi sẽ đi vào vùng dự báo Pa của Philippines và sẽ có tên địa phương là Pepito. Dự báo trong Pa, bão Man-yi sẽ di chuyển dần theo hướng Tây tới ngày 15 tháng 11 trước khi chuyển hướng Tây Tây Bắc từ ngày 16 tháng 11. Dự báo khoảng ngày 17 tháng 11, bão đổ bộ vào khu vực đảo Luzon với cường độ mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Cơ quan khí tượng Việt Nam đánh giá bão Man-yi là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng di chuyển vào Biển Đông khoảng ngày 18 tháng 11. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 8 đang suy yếu. Vào hồi 22 giờ ngày 14 tháng 11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam khoảng 10 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đến 4 giờ sáng 15 tháng 11, tầm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ giảm xuống cấp 6, giật cấp 8. Trong ngày và đêm 16 tháng 11, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8, đổi hướng Tây Nam, tiến về phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục suy yếu thành áp thấp và tan trên vùng biển, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Theo quyết định này, ông Trần Ngọc Căng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011-2016, từ tháng 9 năm 2015, nhiệm kỳ 2016-2021, bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1749 ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chiều 11 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện một số dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện. Nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh Quảng Ngãi, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Cơ quan kiểm tra của Đảng kết luận những vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí lớn tiền và tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân thuộc về một số cán bộ, trong đó có ông Trần Ngọc Căng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Căng. Trước đó vào chiều 9 tháng 11, cảnh sát kiểm tra căn hộ ở chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện nữ người mẫu cùng một số người khác có dấu hiệu sử dụng ma túy. Qua test nhanh, nữ người mẫu được xác định dương tính với ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện cô còn cất giấu một lượng ma túy khác. Ở một diễn biến khác, tại quận Tân Bình, nam ca sĩ Chi Dân cũng bị công an tạm giữ khi đang cùng một số người khác sử dụng ma túy. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đến nay đã triệt phá gần 500 đường dây băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can, xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện hơn 200 đối tượng, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan. Cơ quan chức năng cũng xác định các đối tượng trong đường dây đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét, xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, điển hình là Nguyễn Trung Hiếu, ca sĩ Chi Dân, người mẫu Andre A3, Nguyễn Thị An hay còn gọi là An Tây.